phòng trọ sinh viên hay là homestay giữa lòng Đà Lạt, chỉ 180 cành một ngày, còn rẻ hơn ở homestay Đà Lạt nữa. Bạn đã có thể vừa ngắm bình minh vừa ngắm hoàng hôn với chiếc phòng trọ dành cho sinh viên này rồi. Hello các bạn, lại có thêm dự án mới siêu xịn sò giới thiệu đến các bạn đây. Dự án ngày hôm nay phải gọi là đỉnh của chớp luôn, thiết kế rất là chill, không khác nào homestay trên Đà Lạt luôn cả nhà ơi. Đây cái phòng mà tôi muốn nói đến nè, chiều ngắm hoàng hôn, sáng ngắm bình minh, mà view này thấy máy bay nữa nha. Xa quá nên trên điện thoại không thấy thôi, đâu chỉ chiều bởi cái view không đâu, mà còn chiều bởi cái lối thiết kế nữa. Phòng được thiết kế với hai tông màu chủ đạo là trắng và xám ghi, phối hợp với nhau vô cùng sang trọng. Trời ơi, ưng nhất là cái góc sofa này, sống ảo thì phải gọi là đỉnh luôn cả nhà ơi. Ngoài ra thì diện tích phòng cũng khá là rộng, 25m², nên ở 3 bạn cũng được luôn á, mà ở couple thì hợp lý hơn. Phòng vừa chiêu vừa đẹp thế này mà chi phí chỉ 180 cành một ngày thôi, tính ra còn rẻ hơn ở homestay Đà Lạt, mà vị trí lại gần trường Đại học Văn Lang, Đại học Công nghiệp, Đại học Mở, rồi Cao đẳng Việt Mỹ, Cao đẳng Nova nữa. Chuyến này các bạn sinh viên tha hồ lựa chọn nha. Rồi, dự án ở đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, cả nhà tham khảo nha. Chi phí 5,4 củ, chia ra mỗi ngày 180 cành nè.